第361 thiên, ngày 361. Hãy nghe và nhắc lại cách nói, vì quá ngon đi mà. 因为太好吃了嘛。因为太好吃了嘛。因为太好吃了嘛。因为太好吃了嘛。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thuận theo con đường này. 顺着这条路. Cảm giác tay rất tốt. 手感很好. Mặc lên chẳng may không vừa người làm thế nào? 穿上万一不合身怎么办？tiếp tục đi thang máy. 继续坐电梯. Đồ đẹp giá rẻ. 物美价廉. Đi trả tiền. 去付钱. Người Đài Loan. 台湾人. Quán đồ nướng. 烧烤店. Không có việc gì, không sao. 没事儿. 10 phút. 10 phân钟. Yên tâm, sẽ không hối hận đâu. 放心，不会后悔的. Càng nhiều càng tốt. 越多越好. Buôn bán tốt nhé, buôn bán tốt ạ. 好卖. Trước giờ chưa từng ăn qua. 从来没吃过. Quay lại mua. 回头买. Đừng gấp, đừng vội. Bía chí. Sẽ còn đến mà. Khái khuẩy lái đợ. Dư bụng, để bụng. Liếu trờ tủ tử.